Hi, mến chào tất cả các cô chú, các anh chị cùng đến với kênh là cây kiểng của tôi ngày hôm nay. Cô chú anh chị ơi, hôm nay vườn em lên thanh lý một cây phôi me thuần chậu, sống khỏe và đang phát triển rất là tốt. Me này là me chua nghe cô chú anh chị, me này là me chua, rất là chua luôn. Và cây thì được uống dán lượng lắc hết rồi, có được quấn đế nữa nè cô chú anh chị. Thì em thanh lý một cái phôi me này chỉ có một phôi thôi. Phôi này là 120.000 nha cô chú anh chị, chưa bao gồm phí ship. Cô chú anh chị mà mua cây liên hệ với vườn của em qua số điện thoại 0907 083 283. Và cái hoành gốc phôi me này thì cỡ 2 đến 3 lần ngón tay cái của em, nói chung cũng bự, chắc cỡ 9-10 xăng đó cô chú anh chị. Còn cái bộ đế thì đã được quấn quái rồi nè, đây rất là già của chú anh chị, dễ ăn ra ngoài à. Nên là tỷ lệ sống của cây là em bao sống cho cô chú anh chị mình luôn á ha. Rồi cô chú anh chị mua cây thì liên hệ với vườn em qua số điện thoại 0907 083 283. Em xin trân trọng kính chào nghe cô chú anh chị.